Xin chào tất cả các bạn, tôi là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Từ giữa thế kỷ 16, các nước châu Âu bắt đầu hình thành chủ nghĩa tư bản. Để tìm kiếm tài nguyên và lợi nhuận, các nước thực dân châu Âu bành trướng lãnh thổ, đem quân xâm chiếm các nước châu Á, châu Phi và biến các nước này thành thuộc địa. Đến cuối thế kỷ 19, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt do sự chênh lệch giữa các đế quốc đi trước như Anh, Pháp, nơi có những hệ thống thuộc địa rộng lớn, với các đế quốc mới nổi như Mỹ, Đức, Nhật Bản đang vươn lên mạnh mẽ về nền kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa. Vào đầu thế kỷ 20, đế quốc Đức đã vượt qua Anh, Pháp để trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Là một nước hiếu chiến, Đức đã cùng Áo, Hung, Italia thành lập phe liên minh trung tâm, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới. Đứng trước tình hình đó, Anh đã ký với Nga và Pháp những hiệp ước tay đôi, hình thành phe hiệp ước. Từ đó, ở châu Âu hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, hai bên ra sức chạy đua vũ trang. Một cuộc chiến tranh đế quốc nhằm phân chia lại thuộc địa trên thế giới là điều không thể tránh khỏi. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, sự kiện Thái tử Áo, Hung bị ám sát bởi tổ chức khủng bố người Serbia đã gây chấn động thế giới. Áo và Hung cáo buộc Serbia đã hỗ trợ tên sát thủ và gửi một tối hậu thư với những điều khoản xâm phạm trắng trợn. Serbia đã bác bỏ tối hậu thư. Đế quốc Áo, Hung lập tức tuyên chiến vào ngày 28 tháng 7 năm 1914. Chỉ trong vòng vài giờ, lực lượng Áo áp sát biên giới Serbia, bắn phá thủ đô Beograd. Serbia là đồng minh của Nga nên Sa Hoàng Nga đã tuyên chiến với Áo và Hung. Ngày 1 tháng 8, Hoàng đế Đức Wilhelm II đã tuyên chiến với Nga để hỗ trợ cho Áo và Hung. Việc tuyên chiến với Nga buộc Đức gần như lập tức tuyên chiến với Pháp hai ngày sau đó. Quân đội của Đức định sẽ tiến công nhanh chóng, đánh bại quân đội Pháp ở Paris, sau đó sẽ chuyển quân sang ứng chiến với người Nga. Tuy nhiên, nước Pháp có nhiều pháo đài và hàng phòng vệ kiên cố dọc theo biên giới, nên Đức quyết định vòng lên phía Bắc, xâm chiếm Bỉ và Luxembourg nhằm vòng qua hàng phòng vệ này. Ngày 4 tháng 8, Anh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, quyết định tuyên chiến với Đức và đưa quân đổ bộ vào lục địa. Trong khi đó ở châu Á, đế quốc Nhật lợi dụng việc các cường quốc đang tham chiến ở châu Âu đã thực hiện kế hoạch bành trướng ở Viễn Đông và tuyên chiến với Đức vào ngày 23 tháng 8 năm 1914. Về phía Trung Đông, đế quốc Ottoman được lôi kéo gia nhập phe liên minh trung tâm, chính thức tham chiến và bất ngờ đem hạm đội bắn phá vùng bờ biển của đế quốc Nga từ ngày 29 tháng 10 năm 1914. Chiến tranh đế quốc bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới. Nó được báo chí lúc bấy giờ mệnh danh là cuộc chiến tranh chấm dứt mọi cuộc chiến tranh bởi quy mô và sự tàn phá khủng khiếp của nó gây ra. Trở lại mặt trận phía Tây, sau khi đánh bại Bỉ, Đức tiến nhanh vào miền Bắc nước Pháp. Người Đức sắp sửa giành được chiến thắng lớn nhằm quyết định kết cục trận chiến. Nhưng khi đi sâu vào đất Pháp, lực lượng Đức dần dần bị dàn mỏng. Trong khi đó ở phía Đông, quân Nga cũng bắt đầu tấn công lãnh thổ Đức vào ngày 17 tháng 8, sớm hơn nhiều so với dự kiến của Đức là 40 ngày. Điều này khiến Đức phải rút bớt quân từ mặt trận Pháp để chuyển sang phía Đông. Quân Đức đánh bại quân Nga. Tuy nhiên, về mặt chiến lược thì kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức đã bị phá vỡ. Quân Anh và Pháp đang bị Đức áp đảo, được giảm gánh nặng. Paris được cứu thoát. Trong trận chiến sông Marne vào tháng 9 năm 1914, quân Đức bất phân thắng bại với liên quân Anh-Pháp. Đức phải lui binh về cố thủ. Quân Pháp quá kiệt quệ nên không thể truy kích. Cả hai đoàn quân không bên nào có thể giành được lợi thế. Từ ngày 13 đến ngày 28 tháng 9 năm 1914, trận đánh kế tiếp tại Aisne còn khốc liệt hơn cả trận Marne. Cả hai bên đều mất hàng chục ngàn binh sĩ. Nhưng rồi, đây vẫn là một trận chiến bất phân thắng bại. Quân của hai bên rút xuống chiến hào, cầm cự nhau dai dẳng trên một chiến tuyến kéo dài 780 km từ biển Bắc tới biên giới Thụy Sĩ. Hàng ngàn binh sĩ bỏ mạng chỉ vì để chiếm được một vài km đất. Ở phía Đông Nam thì quân Áo, Hung lại để quân Nga đánh tan nát ở trận Lemberg. Kết thúc năm 1914, tại chiến trường Đông Âu, quân Nga chiếm lĩnh toàn bộ vùng phía đông của Galicia. Sau thất bại của kế hoạch năm 1914 nhằm loại Pháp ra khỏi vòng chiến, nước Đức đã bị rơi vào thế bị động. Tiềm năng kinh tế, quân sự không bằng liên minh Anh, Pháp, Nga mà lại phải một mình đối đầu trên hai mặt trận. Tình trạng này càng kéo dài thì càng bất lợi cho Đức. Để thoát khỏi thế gọng kìm, năm 1915, nước Đức quyết định tập trung lực lượng tấn công để loại Nga ra khỏi vòng chiến, xóa bỏ mặt trận phía Đông.
quân Đức trên mặt trận phía Tây chủ động chuyển sang phòng ngự trước liên quân Anh Pháp để dồn binh lực sang mặt trận phía Đông, đánh đòn tiêu diệt đối với quân đội Nga. Liên minh quân Đức, Áo, Hung tấn công như vũ bão, quân Nga thua lớn, mất khoảng 350.000 binh sĩ và phải rút lui trên toàn chiến tuyến. Tuy thắng lợi, chiếm được một vùng rộng lớn đất đai của đế quốc Nga, nhưng Đức cũng bị tổn thất nhiều và vẫn không thể đạt được mục tiêu cuối cùng là buộc Nga ra khỏi chiến tranh. Nga hoàng Nikolai II vẫn quyết tâm theo đuổi chiến đấu. Và đến cuối năm 1915 thì binh lực của nước Đức ở phía Đông cũng đã cạn và không thể tấn công thêm nữa. Mặt trận phía Đông đến cuối năm 1915 lại đi vào chiến tranh chiến hào. Tại các mặt trận phía Nam châu Âu, ngày 23 tháng 5 năm 1915, Ý rời bỏ khối liên minh, gia nhập phe hiệp ước để chống lại Áo Hung, nhưng bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề. Ngày 14 tháng 10 năm 1915, Bulgaria tham gia vào phe Đức, Áo, Hung để chống Serbia. Quân Serbia bị đánh từ hai phía, thua trận. Từ tháng 2 năm 1915 đến tận tháng 1 năm 1916, liên quân Anh, Pháp mở chiến dịch hải quân đổ bộ lên bờ biển và thủ đô Istanbul để buộc Ottoman ra khỏi cuộc chiến. Nhưng Ottoman vẫn đứng vững và giáng trả đòn hiệu quả. Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh, cả hai phe đều đưa ra những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, sử dụng máy bay để trinh sát và ném bom, thậm chí dùng cả hơi độc, đã hoàn toàn thay đổi cục diện chiến trường và hình thức chiến tranh so với trước kia. Vì thế, hai bên đều bị thiệt hại khá nặng nề, nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 1916, quân đội Nga lợi dụng quân đội Đức đang tập trung vào mặt trận phía Tây, đã tiến hành tấn công và giành được thắng lợi lớn tại Galicia, đánh tan tác liên quân Đức, Áo, Hung. Hơn 1,3 triệu quân Đức, Áo, Hung đã bị tiêu diệt và bắt giữ. Quân Nga chiếm lại một phần Ukraine và Belarus. Tổn thất nặng nề trong chiến dịch này đã khiến cho quân đội Áo, Hung mất khả năng tiến hành các trận đánh lớn chống lại phe hiệp ước. Tuy chiến thắng, nhưng quân Nga không thừa thắng xông lên để tiêu diệt toàn bộ quân đội Áo và Hung. Trong khi đó, nước Đức lại kéo quân từ mặt trận phía Tây về can thiệp và chặn đứng quân Nga. Quân Nga phải rút lui, hai bên lại đi vào cầm cự trong chiến hào. Không tiêu diệt được Nga, Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, mở chiến dịch tấn công Verdun, hòng tiêu diệt quân chủ lực của Pháp. Chiến sự ở đây diễn ra hết sức quyết liệt, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916, làm gần 70 vạn người chết và bị thương. Để phản công giải nguy cho Verdun, tháng 9 năm 1916, quân Anh đã tấn công tại trận sông Somme, nhưng cũng không có kết quả rõ rệt. Những nỗ lực của liên quân Anh-Pháp coi như là thất bại. Thương vong của hai bên trong chiến dịch này còn cao hơn cả trận Verdun. Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì thế cầm cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo, Hung từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự trên cả hai mặt trận. Nền kinh tế Nga không chịu nổi sức nặng của chiến tranh, dân chúng khốn cùng, thất nghiệp, chết đói, lại cùng những thất bại nặng nề trước quân Đức trên mặt trận. Tất cả những điều này đã gây bất mãn cao độ trong nhân dân và quân đội. Vào tháng 2 năm 1917, nhân dân Nga với khẩu hiệu đả đảo chiến tranh, đả đảo Nga Hoàng, biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng, đã tiến hành cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế độ Nga Hoàng bị lật đổ, chính phủ lâm thời tư sản được thành lập và tiếp tục theo đuổi chiến tranh. Lúc này, Đức muốn cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe hiệp ước, liền sử dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm phóng ngư lôi. Tàu ngầm Đức có bề mặt phạm vi hoạt động lên tới 9.000 dặm và có thể tấn công mà không bị phát hiện. Cuộc chiến tranh tàu ngầm gây cho Hải quân Anh rất nhiều thiệt hại do không có cách nào chống lại loại vũ khí mới này. Mọi tàu của mọi loại quốc tịch chuyên chở tiếp tế cho Anh đều là mục tiêu của tàu ngầm Đức. Kinh tế Anh bị bóp nghẹt, nạn đói bắt đầu hoành hành, nước Anh đứng trước nguy cơ bại trận. Lúc đầu, Mỹ giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến. Thực ra, Mỹ muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe. Và khi cuộc chiến kết thúc, dù thắng hay bại, các nước tham chiến đều bị suy yếu. Còn Mỹ sẽ khẳng định ưu thế của mình. Nhưng đến năm 1917, Mỹ thấy cần phải kết thúc chiến tranh và đứng về phe hiệp ước. Viện cớ tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do thương mại trên biển, tấn công cả tàu buôn của Mỹ cập bến các nước thuộc phe hiệp ước, cộng thêm sự kiện bức điện Zimmerman,
bức điện yêu cầu đại sứ Đức tiến hành việc thành lập quan hệ đồng minh giữa Đức và Mexico nhằm chống lại Hoa Kỳ và giúp Mexico lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị mất trước đây tại New Mexico, Texas và Arizona, đã làm dư luận Hoa Kỳ hết kiên nhẫn. Họ đòi chính phủ tham chiến chống Đức. Ngày 2 tháng 4 năm 1917, Mỹ tuyên chiến với Đức. Sự tham chiến của Hoa Kỳ có lợi hơn cho phe Anh, Pháp, Nga. Trong năm 1917, những cuộc phản công của phe Hiệp ước đều không thành công. Pháp và Anh cố phá vỡ phòng tuyến của Đức, giải tỏa vòng vây bờ biển nhưng thất bại. Những cuộc tấn công của Nga không thành. Áo, Hung tỏ ra nao núng và muốn cầu hòa, nhưng Nga và Ý còn nhiều tham vọng, không chấp nhận thương thuyết. Đức, Áo, Hung mở chiến dịch Caporetto tấn công vào Ý và đã thắng lợi vang dội, tiêu diệt 6 vạn và bắt gần 30 vạn quân Ý. Quân Anh, Pháp phải cứu viện, lập phòng tuyến cố thủ tại sông Piave. Sau trận này, Ý bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Sau đó, Đức dồn lực lượng đánh Nga. Nga sau cách mạng tháng 2 vẫn còn trong khối đồng minh ba bên. Nhưng thực tế, quân đội Nga đã tan rã không còn kỷ luật. Quân sĩ tự bỏ ngũ, tự rút lui. Các cuộc bạo loạn ở Nga biến thành một cuộc cách mạng quy mô lớn. Quân Đức nhân đà tan rã của quân Nga, nhanh chóng theo chân, kéo sâu vào lãnh thổ của Nga. Tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Lenin và đảng Bolshevik, Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, được gọi là cách mạng tháng 10 Nga. Nhà nước Xô Viết ra đời. Hòa ước Brest-Litovsk được ký riêng với Đức vào ngày 3 tháng 3 năm 1918. Nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh. Việc Nga rút khỏi chiến tranh khiến cho mặt trận phía Đông đã kết thúc hoàn toàn. Điều này cho phép Đức có thể rảnh tay, rút về gần 1 triệu quân Đức để tăng viện. Đầu năm 1918, lợi dụng khi quân Mỹ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở liên tiếp 4 đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận của Pháp. Một lần nữa, chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Paris. Tháng 7 năm 1918, 65 vạn quân Mỹ đổ bộ vào châu Âu cùng nhiều vũ khí đạn dược. Mỹ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe đã bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mỏi mệt, nên trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước thay vì Anh. Nhờ đó, quân Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên tất cả các mặt trận. Ngày 18 tháng 7 năm 1918, quân Pháp với 600 xe tăng phá vỡ phòng tuyến sông Marne của Đức, bắt 3 vạn tù binh. Ngày 8 tháng 8, liên quân Anh-Pháp với 400 xe tăng đã đập tan phòng tuyến sông Seine, tiêu diệt 16 sư đoàn quân Đức. Ngày 12 tháng 9, liên quân Pháp-Mỹ đánh Saint-Mihiel, một phòng tuyến quan trọng của Đức. Từ cuối tháng 9 năm 1918, quân Đức liên tiếp thất bại, phải bỏ chạy khỏi lãnh thổ của Pháp và Bỉ. Các nước đồng minh của Đức là Bulgaria, Ottoman, Áo, Hung cũng bị tấn công liên tiếp, buộc phải đầu hàng. Trước nguy cơ thất bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức vào ngày 3 tháng 10 năm 1918 đề nghị thương lượng với Mỹ, nhưng không được chấp nhận vì Mỹ muốn đánh đến cùng để buộc Đức phải đầu hàng không điều kiện. Trong tình hình ấy, vào ngày 9 tháng 11 năm 1918, cách mạng bùng nổ ở Đức, Hoàng đế Wilhelm II phải chạy sang Hà Lan. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đức giương cờ đầu hàng. Hòa ước Versailles được ký kết. Theo đó, Đức và các nước bại trận phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại chiến tranh và phải bồi thường các khoản chiến phí khổng lồ. Bản đồ châu Âu được vẽ lại, lãnh thổ Đức bị thu hẹp, quân đội bị giải tán. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại. Chiến tranh đã làm khoảng 1,5 tỷ người bị lôi vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, trong đó có cả Việt Nam, thuộc sự cai trị của Pháp. Hàng vạn thanh niên người Việt đã bị bắt gia nhập quân đội rồi đưa sang chiến trường châu Âu, buộc họ phải chiến đấu cho Pháp tại những nơi xa xôi, lạ lẫm và hy sinh rất nhiều ở chiến trường Trung Đông đẫm máu. Hơn 30.000 người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến và 60.000 người bị thương. Người dân Việt Nam còn bị buộc phải chịu thêm nhiều sưu cao, thuế nặng để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Pháp. Sau chiến tranh, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy đã bị phá hủy. Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỷ đô la. Các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mỹ. Riêng nước Mỹ được hưởng lợi trong chiến tranh nhờ bán vũ khí và không bị bom đạn tàn phá. GDP tăng gấp đôi, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gấp 4 lần. Nhật Bản chiếm lại một số đảo của Đức, nâng cao vị thế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Chiến tranh gây ra sự thay đổi rất lớn trong bản đồ chính trị của châu Âu.
cuộc chiến dẫn đến sự sụp đổ của bốn đế quốc Nga, Đức, Áo, Hung, Ottoman. Trong đó hai cường quốc Áo, Hung và Ottoman bị tan rã. Rất nhiều các nước nhỏ xuất hiện từ sự phân rã của các đế quốc. Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. Lập trường ủng hộ chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa tư bản của Liên Xô khiến cho các nước phương Tây vô cùng lo sợ, đề phòng làm nảy sinh những mối nghi ngờ lẫn nhau giữa các nước này và Liên Xô trong suốt cả thế kỷ 20. Mặt khác, sự căm phẫn do bị thua trận, bối cảnh kinh tế xã hội bất ổn như ở Ý và Đức đã mở màn cho thế lực phát xít lên ngôi. Như vậy, châu Âu sau cuộc chiến đã có sự chia rẽ rõ rệt về mặt chính trị giữa các nước đi theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít và tư bản phương Tây, tạo bệ phóng cho một cuộc thế chiến mới. Sau cuộc chiến này, không có một nước châu Âu nào thực sự chiến thắng cả. Tất cả đều chịu tổn hại nặng nề cả về người và của. Sau chiến tranh, thế giới đã tổ chức ra Hội Quốc Liên và phong trào hòa bình nảy nở mạnh mẽ trên khắp toàn cầu. Cho đến 20 năm sau, Thế chiến thứ hai bùng nổ. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!